Việt Nam hả? Qua ở bao lâu vậy mấy đồng chí? Tối nay về phải không? À, ở lại, ok. Muốn ở bao lâu thì ở, à, mà phải đúng đúng hạn visa, đúng hạn kỳ chiếu kháng phải đi về nha. À, đừng làm phiền chính phủ nha. Chính phủ ở đây tốt lắm á. Chứ đâu phải nước nào cũng tới đây ngồi đại được đâu, phải không? Rồi ngồi lì đó không chịu về nữa. Mấy tháng, một hai tháng không chịu về. À, đâu có nước nào mà tử tế vậy hả? Ít có lắm, phải không? Cũng có nhưng mà ít lắm, phải không? Ít. Mấy nước Âu Châu tự do rồi cũng được. Ở đây mát mẻ ha. Sư phụ với mấy sư huynh trồng cây rồi nhiều mát mẻ ha. Không khí hào, không khí tốt. Sư phụ nói mình có phước, có phước. Ok, có phước lắm mà được cái chỗ như vậy ha. Nên đừng có chê nha, ok. Ô sư bố ya xiên chi chê cái địa phương, chê cái sư hào đa địa phương. Nha, hẳn hào. Bố khê chi, bố khê chi. Cảm ơn quý vị lại thăm. Cảm ơn đồng chí. Đây cũng Việt Nam nữa hả? Âu Lạc hả? Chà, sao Âu Lạc qua đây chiếm nước người ta hay sao mà qua hoài vậy? Qua mà nhiều quá vậy hả? À, tôi cũng lần đầu tiên mới thấy bác. Thôi chào nha các đồng chí nha. Ngày mai. Cảm ơn. Tôi rất là mạnh khỏe mà xinh đẹp thì để nghĩ lại coi. Để check lại coi, để dòm lại cái gương coi. Chào nha. À, ở cao thừa là, cao thừa là. Mới đi coi, mới đi thăm cậu, mới thăm chó mới về. Sẵn dịp đi coi quý vị á, hiểu không? Ô ma mà. Nói gì nữa mà. Hả? À? Sức khỏe hả? À. Muốn bán thuốc hả? Muốn bán thuốc hả? Ok, nói đi. Vừa qua đó thì con có qua đây 3 lần. À. Thì con cũng biết một chút về trị bệnh á. À. Không có trị bệnh cho đồng tu ở đây. Hay. Dạ, nhưng mà con thấy đa số tất cả các đồng tu ở đây đều bị bệnh rất là nhiều. Ừ. Do là tại vì họ ăn dầu ăn. À, dạ. Ăn dầu nhiều quá hả? Dạ, ăn dầu ăn. Tại vì ở trong dầu ăn á, là người ta sẽ loại đi cái chất độc ở trong dầu ăn. À. Có những cái thành phần ở trong dầu ăn á, cần phải bỏ đi. À. Làm cho dầu ăn nó trong lên. À. Nhưng mà khi mà người ta dùng cái chất hóa học để người ta thải cái dầu chất độc ở trong dầu thì ăn, nó độc thêm. Nó độc hơn cái dầu ăn đó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ, đó. Mà đồng tu mình á. À, thì ăn đang dầu gì cho nó khỏe nói đi. Dạ. Ít lại, ok. Dạ, cái gì nó cũng độc hết đó coi, nhưng mà mình ăn quen rồi, thành ra nó ăn quen rồi sống dài. Họng á, cái cổ họng nó sưng hết à. Ok, hiểu rồi, ok. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ, đang cho mọi người là ăn ít lại. Ờ, tùy người ta là, ok. Thá xua là, à, cái cô hồi nãy trị bệnh gì đó rồi, à, mấy người tàu thường thường ăn dầu nhiều, họ nghĩ là ăn dầu nhiều nó bổ. À, Việt Nam mình ăn ít hơn. Mấy người ngoại quốc Mỹ kia họ cũng ăn dầu dữ lắm. Họ chiên một cái miếng steak rồi bỏ hai cục bơ thiệt bự vô. Ok là. À, à, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi, ok. Nó kìa sư dầu thai tu. The Vietnamese. I know you are there. I know. Ok. I know you are there. Biết đồng mấy đồng chí ở đó. Ok. Ở lại lâu phải không? Rồi. Mai về rồi hả? Xong ở lại ăn bánh trung thu. À, ở lại một tháng, tốt, ok. À, ok, 10 ngày, ok, very good. Người nào ở lại được thì ở. À, mà cái giấy gì đó. Chiếu kháng á, nếu mà hết hạn phải về nha. Ở lại bị bắt rồi mai mốt không qua được á. Nếu mà chính phủ không bắt, tôi cũng bắt, tôi đem nạp vô cảnh sát. À. Người Việt Nam tới hết chưa?
À, mấy người có muốn hỏi gì không? Muốn hỏi gì không? Hỏi mà câu hỏi tốt nha. Tu hành nha. Ok, hỏi đi. Dạ con có một niềm vui muốn chia sẻ. Ok. Dạ cái ngày mà sư phụ nói đến cái việc mà phá vỡ cái không chế hành tinh, phá vỡ cái mạng lưới á. À. Dạ. Cái sáng hôm sau cái con cảm nhận được cây cối nó rung động theo cái niềm vui á sư phụ. Vậy hả? Dạ. Con cây cối xung quanh đấy hả? Dạ. À, ok. Con thấy nó rất là sung sướng, cây cối nó vui mừng á sư phụ. Very good. Dạ. Tại vì cây cối cũng có linh hồn. Ừ. Thành ra mình bước vòng quanh là đi cẩn thận nha. Không có đụng chạm tới họ ha. Dạ, con thấy cái gió nó cũng vui mừng đó sư phụ. À, very good, vậy thì tốt. À, sư phụ chưa có thì giờ để cảm nhận thì cũng mắc công, có phải đi làm công chuyện khác. Có lần lần có chút rồi đó, nhưng mà 2 tháng sau mới thấy rõ ràng hơn. Ok, rồi cảm ơn nha. Dạ. Vậy tốt. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn là tại vì cậu tu hành cũng khá lắm mới cảm nhận được như vậy. À, sư phụ cảm ơn cái đó nha. Cảm ơn tu hành thành khẩn. Con muốn chia sẻ mấy ngày thiền hôm nay với sư phụ. Ok. Dạ. Dạ, ngày nào con cũng đi vào cái lực lượng của sư phụ. Sư phụ, bây giờ cái lực lượng này ấy, sư phụ cho ra thế giới ở tất cả các hành tinh rất là nhiều ạ. Và khi mà vào cái lực lượng này thật là nhẹ nhàng. Mình cũng có thể là phải chú tâm lắm mình mới sẽ cảm nhận được cái lực lượng này, nó bây giờ nó đã nâng đỡ được cầu mình lên khoảng 2 đến 3 lần rồi sư phụ. Nó không giống cái lực lượng như lần trước. Lần này khi con vào được cái những cái đấy đấy thì con cảm thấy nhẹ nhàng từ cái hơi thở, mà cái lực lượng nó vào nhanh chóng vào tế bào của mình để nó biến đổi thôi sư phụ. Ừ. Những ngọn gió, những ngọn cây, tất cả mọi cái trong không gian con nhìn thấy rất là rõ ràng rồi sư phụ. Tốt, ok. Dạ. Cảm ơn. Còn cái hệ thống hành tinh mà sư phụ phá hủy ấy, con không biết sao con cũng có duyên để được biết về cái đó. Con đã nhìn thấy địa cầu của mình được bao bọc bởi một cái lớp ánh sáng như ánh trăng sư phụ. Nhưng mà địa cầu của mình vẫn chưa thoát ra khỏi cái nguy hiểm, nó vẫn đang căng phồng thưa sư phụ. Nhưng mà sau đó con đi vào cái bên trong của cái đó, con được họ dẫm vào đấy. Thì con nhìn thấy những cái cỗ máy mà sư phụ nói đã bị phá hủy đấy. Bây giờ ở đấy không còn người nào. Nó chỉ còn có một cái lớp bụi. Nhưng mà không ai có thể tới gần được đấy. Con không hiểu sao con được vào trong đấy. Nhưng mà con biết sư phụ đã phá hủy nó rồi. Và mọi cái nó sẽ diễn ra trong nhanh chóng nữa. Bây giờ cái lực lượng của sư phụ đã có rất nhiều. Bao trùm hết tất cả mọi nơi trong good. Hơi thở, chỉ cần nhắm mắt lại là đã đi vào được nó rồi. It's good for you. Dạ. Cảm ơn. Con cảm ơn sư phụ nè. Tốt cho cô, tốt cho cô. Thì người nào mà tu hành lên cao một chút á thì cảm nhận nhiều hơn là những người mà tu hành còn thấp thấp. Nếu mà ở tầng dưới thì chỉ thấy độ tầng dưới thôi, rồi cái lục lậu ở đó hỏi hoài ở đó thôi. Chứ người nào ở tầng trên người ta thấy cái khác hơn thì ta không có hỏi lăng nhăng những cái độ ở dưới nữa, hiểu chưa? Thí dụ trong nhà kho á thì không có cái gì mà tốt đẹp, mà lên tầng trên thì cái lầu của người ta thì có phòng ngủ, phòng khách, trang bị đẹp hơn, chứ nhà kho thì không có gì, hiểu chưa? Rồi, ok. Thì mình càng tu hành nhiều thì càng cảm nhận được nhiều hơn, ok? Dạ. Nhưng mà 2 tháng á, trong vòng 2 tháng nữa thì sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn, ok? Sư phụ bây giờ bận quá đi, người nào cảm nhận được mà hưởng thụ được thì tốt lắm rồi, ok? À, còn sư phụ thì phải lo làm việc rồi. Làm việc cả ngày cả đêm, ok. Bữa nay nhín thời giờ để mà nói chuyện với vị chút về thôi, ok ha, rồi. Yeah. Hello. Ok. Dạ, sư phụ. Rồi. Sau đó con tu một thời gian, con cái một đêm đó cái sư phụ cho con thấy rằng là cái sóng vàng tình thương của sư phụ nó tràn khắp Việt Nam. Rồi trong đó sư phụ nói rằng là nó sẽ thay đổi tất cả mọi cái. Dạ. Bắt đầu con nghĩ đến mình phải tu. Và ráng tu hơn nữa để thay đổi đúng rồi. Cái vận mệnh đất nước. Đúng rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Không có gì. Con. Tốt quá rồi, tốt quá. Sư phụ muốn vậy đó, sư phụ muốn vậy đó. Sư phụ không muốn quý vị phải chống đối ai cả, rồi đem cái thân mình, bảo quý của mình ra để mà mạo hiểm. Trong cái lúc mà chiến đấu thì một bên sẽ chết, một bên sẽ bị thương, chứ không phải hai bên đều hoàn toàn được. Thế nào cũng một bên cũng bị tổn hại. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Cái thân thể của mình rất là quý báu. Cái thế giới này rất là vô thường, không cần quan tâm tới nó, ok? Dạ, con cảm ơn sư phụ. Rồi, mình đủ ăn đủ mặc được rồi.
Chính phủ cũng rất là khó khăn, quý vị không hiểu. Chính phủ có sự khổ tâm của chính phủ, thấy không? Dạ. Chính phủ rất khổ tâm. Chính phủ nào cũng vậy thôi. Dạ. À, chính phủ nào họ có cái lý tưởng của họ, họ phải làm hết sức mình để mà bảo hộ, bảo vệ cái lý tưởng của họ. À, nhiều khi phải hy sinh những cái này, hy sinh cái kia. Mình phải dòm cái tổng quát á, mình đừng có dòm một chỗ cái cá nhân của cái cảm nghĩ của mình. Thí dụ tổng quát thấy người dân đều no ấm, ha, à, không có ai mà phải quá khổ cực. À, dạ. Thì vậy là đủ rồi, à, mọi người đều được sống chung trong một nhà, à, đã đủ rồi. À, chính phủ cũng rất khổ tâm, không phải một người tổng thống nào lên, một chủ tịch nào lên được lòng tất cả mọi người đâu. À, thế nào cũng làm những cái chuyện gì đó mất lòng ai đó. À, coi sư phụ, à, tôi đâu làm gì ai đâu, hả? À, mà còn bị người ta nói á, huống chi Phật cũng bị người ta chỉ trích nữa, à, Giê-xu bị người ta đóng đinh. À, mình là cái thớ gì? Dạ. Mà nghĩ vậy đi, mình là cái thớ gì hả? Okay. Dạ. Bây giờ bình thường là tốt lắm rồi. Dạ. Sư phụ rất là cảm ơn chính phủ nha, quý vị. Dạ, không dạ. Biết đó. À, chính phủ rất là tự do, đừng có nói vậy, phải nghĩ những cái chuyện tốt. Dạ, thì dạ. Bây giờ vị biết rồi là sư phụ rất là mừng cho cậu đó nha. Dạ, okay. Dạ. Con xin sư phụ gia trì cho Việt Nam để chúng con tâm linh thăng hoa hơn. Con xin tạ cảm ơn sư phụ. Ok, ok, thôi. Đã được rồi. À, giá trị thì phải sao, giá trị cho thế giới đã rõ, đã thấy rõ ràng sư phụ giá trị nước mình rồi. Nhiều nước khác khổ hơn nước mình nữa, thấy không? Nghèo hơn, bị áp bức hơn, thấy không? Bệnh hoạn nhiều hơn, à, có bệnh không có được đi bác sĩ nữa, tại ở xa xôi quá, hiểu chưa? Không có bao giờ biết tới cái truyền hình hoặc là cái máy điện não là cái gì nữa, không biết cái xe là cái gì nữa, hiểu không? Xe đạp cũng không có nữa. Mình như vậy tốt lắm rồi. Sư phụ rất là cảm ơn chính phủ Việt Nam. Về gửi lời thăm mấy bác, mấy chú bên đó. Bác Hồ thì đi rồi. Bây giờ có bác nào bên đó vậy? À. Không có bác thì gửi lời thăm chú. Ok. Chú hay là cô hay là dì hay là mợ gì đó ở nha. Rồi. Sư phụ rất là cảm ơn chính phủ Hồ Hởi. À, cho quý vị đi tới đi lui thông thả như vậy, không có kiểm soát ai, thấy chưa? À, nhiều nước đâu có được vậy đâu. Ok. À, nước mình bây giờ giàu mạnh, à, cũng nhất nhì Đông Nam Á rồi, phải không? Bao nhiêu nước qua để mà kinh doanh bên nước mình, họ tin dùng nước mình, à, tại vì chính phủ tốt, à, còn dân chúng bây giờ cũng ủng hộ chính phủ, tại chính phủ rộng rãi, tự do đi ra ngoài được. Muốn đi ra cho đi ra, thấy không? À, muốn đi vô cho đi vô, thấy không? À, chứ đừng có quậy phá làm gì. Chính phủ cũng có cái sự khổ tâm của chính phủ, hiểu chưa? Thí dụ như một người lãnh đạo, thí dụ như chủ tịch của Đảng Việt Nam đi ha, Đảng Cộng sản Việt Nam này ha, ổng nói nhiều chuyện lắm, ổng có lý tưởng của ổng, ổng dạy dỗ nhiều lắm, nhưng mà chưa chắc gì mấy cái người lãnh đạo ở dưới họ nghe lời ổng, hiểu chưa? Họ làm không có đúng y như cái lời của đảng dạy, hiểu chưa? Hay là chủ tịch dạy, hiểu chưa? À, họ chứ đứng xung quanh vậy rồi hồ hởi gật gật lắc lắc vậy thôi, ok. Chứ chưa chắc họ đã phục tùng cái vị lãnh đạo chủ tịch của đảng đó, hiểu chưa? Rất là khó được thân người, hiểu không? À, rồi, ở đây rất khó được thân người, ở cái địa cầu này. À. À, chứ làm quỷ, làm ma đâu có tu hành gì được đâu. Ừ. Không có thân thể thì phải làm quỷ, làm ma đó. Hoặc làm trùng là rắn này đó thì cũng khó khăn, chưa? Rất là nguy hiểm cho thân mệnh, khó khăn, không tu hành gì được hết. Thí dụ quý vị là rắn, tối ngày nó bò tới bò lui, sợ người ta đạp lên, sợ con này ăn mình, sợ con kia cắn mình, thấy chưa? À, đâu có được mà lại gần minh sư đâu. Thí dụ con rắn nào nó muốn tu, nó lại đây thì bảo, chú mấy quý vị chạy toán loạn luôn, bắt nó bỏ bị thêm dục tuốt ra ngoài kia, đâu có cho nó lại gần đâu, phải không? Tại vì nếu mà quý vị không có hại nó mà quý vị lộn xộn chạy, nó cũng quảng hồn rồi, nó cũng cắn bậy cắn bạ nữa rồi, nó ồ cho rắn độc thiệt, cậu đập chết đi cho rồi. Không đập chết thôi, phạm nam giới đem ra đổ ngoài kia, đổ tút lút ở chỗ nào mà đèo heo hút gió đó, hiểu chưa? Nó phân cách với vợ con của nó, thấy không? À, làm rắn đâu dễ đâu, phải không? Thí dụ vậy đó, nó làm người tốt rồi. Nước nào cũng vậy, trong mình tự do được rồi ha. Thì mình nhẫn nại, tu hành nhiều là tự nhiên đời sống mình nó an ổn, nó biến đổi tốt hơn. Rồi cả
cả cái quốc gia mình cũng được lợi ích, cũng được phước báo nữa. À, khỏi cần nói gì cả. À, tự nhiên thôi, nó sẽ lành mạnh. À, mà nó, nếu mà chính phủ Việt Nam mà biết cái kiểu mà ông biết đó, cho tôi bao nhiêu trăm cái huy chương đeo đầy mình á. May là không biết á. Biết là nó bắt bà về đó, hiểu chưa? Bà về đó chưa chắc bà đi ra được, không? Rồi, rồi cho bà nhiều huy chương báo, bà đi không nổi làm sao? Nặng quá. Huy chương vàng, huy chương đồng, huy chương bạc, nó toàn là kim khí, nó nặng, phải không? Đeo đầy mình làm sao bà đi đâu, phải không? Rồi phải đem cái xe mà nó có cái tay mà. Cái đó là Việt Nam kêu gì? Cần câu hả? À, xe cần câu hả? Cần cẩu. Xe cần cẩu, sư phụ. Cần cẩu chứ không phải cần câu hả? À, tôi tưởng nó nói xe cần câu, ok. Thôi được rồi. Tại vì người Mỹ, họ tiếng Việt, họ viết tiếng Việt Nam nó giống y tiếng Mỹ à. Hả? À? Thí dụ mà... Thí dụ mà ông Đỗ, nó viết ông Do. À, cần cẩu, nó viết cần câu. Bác của tôi, nó kêu ba của tôi. À, tại vì ba, phải không? À, thí dụ vậy đó. Còn dì á, nó bà dì kêu bà Di. À, biểu nó mày đi đi, nó viết Di Di. Không có dấu phẩy, dấu chấm, dấu nặng, dấu ác gì hết. Hiểu không? À, chứ mà cũng hiểu nhau. Ồ, hồi xưa sư phụ có mấy người Việt Nam ở gần tính giúp đỡ sư phụ làm gì đó. À, tại vì bầu nhiệt huyết thanh niên mà. À, phụ nữ mà. Thanh nữ thanh niên, nhiệt huyết. Ừ, phải làm một cái gì để giúp sư phụ chứ. Cảm ơn quá mà không giúp không được. Ok, thôi được. Rồi cho ngồi bên đi. Rồi, sư phụ viết một mớ tiếng Việt Nam á. Tính gửi cho người Việt Nam hay gửi cho người nào tiếng Việt mà. Biểu bá kêu đánh máy cho rõ ràng đi. Thí dụ có chữ gì sai, sư phụ sửa lại rồi mới gửi đi được. Bà đánh một tờ ok. Đánh chi... chích chích chi chi không có dồn được gì hết, tức là nó xích với nhau quá đi thôi thì không sao, nói gì mà không có một cái dấu nào hết. Tôi nói để cái chữ nào mà đánh máy sai tôi sửa một hai chữ thôi, chứ ngờ đâu nguyên cả một cái tờ giấy phải sửa hết, không nặng không hỏi không ngã không huyền không sắc gì hết, ai mà đọc cho được. Rằng hồi nó tại sao nhà ngươi đánh máy như vậy nè, nó nói ở bên nước con còn đánh như vậy không á. Ai cũng hiểu hết. Sư phụ nghĩ chắc người Việt Nam ở ngoài quốc mới hiểu. Chứ bây giờ đưa cho bà già kia ở Việt Nam chính cống đó hả? Chắc bà lắc đầu thôi. Chữ này chữ gì vậy? À, nhiều cái chữ, nhiều cái tiếng của người Việt Nam á. Mà nếu mà mình không đánh dấu á, mình đọc lên á, khó nghe đó, hiểu không? Hiểu chưa? Hồi đó sư phụ nhiều khi sư phụ ngồi một mình đã nghĩ tới mấy cái tên đó, mà nếu mà không đánh dấu thì đọc như thế này sư phụ cười một mình á. Nhưng mà bây giờ quên không biết cái gì, thế mà nói là quý vị cũng cười dữ lắm á. Nhưng mà tại vì sư phụ quên rồi, à, quên mấy cái chữ đó rồi. Bây giờ muốn nói ra cái quên rồi, à, hiểu không? Ngồi một mình á, mình ngồi nghĩ ra cười chết luôn á. Thí dụ như anh Đặng Ba Lập, Đặng Ba Láp rồi cái... À, cái anh tên là tên Đặng Tây á, à, đó là Giang Tây. Giang Tây không có D, không có A vô A, không có chữ nặng vậy, tên là Giang Tây phải không? Anh nói tên anh Giang Tây. Thí dụ vậy đó. Chị hay nói hoài với mấy người Việt Nam ở ngoại quốc á, nói tiếng Việt phải nói rõ ràng, chứ nói lơ lớ giống như là người sinh đâu ở bên Tàu á, hiểu không? Hay là hồi đó sinh ở Chợ Lớn á. Chợ Lớn mới nó kêu cho lon môi. Cho lon môi. Môi gì mà môi, người ta là mới. À, nhiều tiếng tức cười lắm phải không? Nếu mà không có thêm dấu là khác lắm. Là tiếng Việt Nam đặc biệt là như vậy đó, phải thêm dấu. Sắc huyền hỏi ngã nặng nó mới có âm điệu, nói ra nó mới giống tiếng nhạc, phải không? Và quyến rũ, ha? Phải êm đềm, ha? Thành ra thơ Việt Nam đọc lên thấy hay. Ừ. Nhạc Việt Nam ca lên thấy rất là êm tai, kiểu vậy đó, ha? Ok. Những người mà ở Việt Nam chính cống qua nói chuyện rất nghe rất là dễ thương.
Đây là người Bắc, người Huế đó. Nói chuyện rất là ngọt ngào. Rất là êm dịu. Người Nam nói chuyện rất là ồn ồn. Người Nam cái tính họ cũng như vậy đó. Rất là cởi mở, rất là cái tự nhiên đó. Không có điệu bộ gì lắm ha. Có gì nói nấy ha. Có nghĩ gì nói nấy. Cho nên cái phát âm của họ cũng vậy đó. Nó rất là tùy tiện thôi ha. Họ không có cần mà phát âm cho nó đẹp hay này kia. Họ có nghĩ những cái chuyện đó. Thành ra cái nó quen như vậy rồi. Người Nam hay là người từ Trung Bộ Nam, Nam mà Trung á, thì họ cũng nói chuyện rất là tự tại vậy thôi. Còn người Bắc á, nói là cố đô ngàn năm văn vật mà. Thì tôi được huấn luyện lâu rồi, thấy không? Con gái nói chuyện phải nề nếp, thấy không? Trong lòng tức giận, ngoài mặt cũng phải cười. Dạy dỗ lâu rồi, thấy không? Sư phụ nghe nói là thí dụ mà ở mấy trường học rồi đó, thí dụ đại học ha, mà có người nam sinh viên hoặc là nữ sinh viên với nhau đó, học chung á, thế những cô nào mà chọn bạn trai á, cũng thường chọn bạn trai người Bắc, tại họ nói chuyện có duyên, họ nói chuyện rất là đầm thắm và biết nói chuyện, ha. Còn người nam nghĩ gì nói nấy á, không phải sổ sàng mà nói rất là mộc mạc, ok, mộc mạc. Có chuyện gì nói nấy, nhưng mà nói chuyện cũng không có để ý tới cái phát âm của mình, hoặc là không có cần phải nói cái câu gì cho nó đẹp, ha. Người Bắc rất biết cái này, châu chuốt, nói chuyện châu chuốt. Người Huế nói chuyện cái giọng rất là quyến rũ, người Bắc nói chuyện châu chuốt, nói rất là có triết lý này kia đó, đẹp lòng người khác. Thì như vậy cũng rất là tốt ha. Mình nghe tiếng đẹp mà nói láo cũng hay hơn ạ. Thí dụ ai đó nói láo, cô đẹp quá, mình biết nói láo nhưng mà mình cũng thích như vậy đó. Về nhà coi cái gương của, ồ chắc cũng đẹp chứ hả, nếu không sao ảnh nói như vậy đó. Chắc cũng có đẹp mà tại mình không biết á nha. Dòm tới dòm lui chẳng biết đẹp chỗ nào, nhưng mà chắc cũng có đó, chứ nếu không ảnh nói vậy anh chị. Nói lời trau chuốt cũng rất là tốt ha. Nhưng mà thành thật thì tốt hơn ha. Vừa trau chuốt vừa thành thật thì là hoàn mỹ đó ha. Ok. Trường hợp của con là có hai lần và thường sau này thường hay chạy ra. Thì là có lúc con không phải là thiền, con đi lui đi tới con niệm hồng danh. Thì cơ thể con rúng chuyển. Từ chấn cho đến đầu tạo ra một cái làng là rất là khoái lạc. Hiểu rồi. Dạ. Thì khi rung chuyển đó thì con ngồi xuống, con nhắm mắt lại. Thì bên trong càng rung chuyển mạnh thì kéo 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 lên, con phải là kéo lên theo hình chập nón, nhấc lên một cái luồng đen và lên một cái đường luồng. Dạ, càng lên thì dạ, càng dạ. Lên thì càng sung sướng. Dạ. Hiểu rồi. Có đó, cái lúc đó là con đi lui đi tới mật niệm. Thì có lần thì con ngồi thiền. Đang nghe băng sư phụ thì hắn cũng rung chuyển như vậy. Thì con cũng nhắm mắt lại thì trường hợp nào cũng kéo thì cũng lên. Kéo lên. Rồi. Thể nghiệm của con á thì con hay thường nhìn là thấy ánh sáng. Trong ánh sáng nó có cái ánh sáng cực sáng nữa nằm ở trong. Thì trong cái vùng cực sáng đó có một cái đường luồng, thì con rất lập trúng đi vào cái đường luồng mà mãi đi mãi mà. Dạ, cho đến nay vẫn cũng mệt, thì trường hợp xin sư phụ đẩy cho con một chút nữa. Nếu mà đẩy tới cùng luôn là anh chết á. À dạ. Dạ, cái chỗ đó là cái đường bí mật để mà đi lên trên á. Dạ. Chỉ cho những người tu hành mới đi lên được. Dạ. Đường nó rất là nhỏ. Mà nếu không có cái lực lượng kéo lên á, thì không có lên được đâu, mà không có thấy cái ngõ đó đâu. Nhưng mà những người nào mà đi lên tới cùng là chết á, là tới cảnh giác thứ nhất, Astro, Atula, tới đó là chết rồi đó. Nhưng mà có thể trở về lại được, nếu mà chết cho mấy phút thôi thì trở lại về được. Hoặc là mình tu hành thì không có chết luôn, lên đó rồi trở về. Mình chưa tới giờ thì thôi lên chi ha. Từ từ, ok. Dạ.
Còn gì nữa không? Dạ thì bên ngoài là một cái vùng mà sáng sáng ghê lắm, dạ ánh sáng cực sáng. À, rồi ngang mà ngoài nữa thì càng ánh sáng vừa. Hiểu dạ, rồi, hiểu là rồi. Sẽ màu trắng á. Dạ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ, dạ. Cái vùng ánh sáng bên trong đó là cái ánh sáng chân thật. Dạ. Còn cái vùng bên ngoài là cái vùng cái ánh sáng của thế giới thường thôi, bên này thôi. Dạ. Ừ. Luồng ánh sáng bên trong là nó bảo vệ cái đường đó. À dạ. Cái đường hầm đó. Dạ. Okay. Dạ. Nếu không thì cái đường hầm đó sẽ bị tiêu hủy đi, rồi cái thế giới này không liên lạc được với thế giới bên kia. Dạ. Dạ, dạ. Cái ánh sáng bên này, ánh sáng mà thường đó là cái ánh sáng của thế giới này đó. Nè. Dạ. À, những cái khi mà mình ở xa, mình chưa có đầu thai vô trong cái bụng của mẹ thì mình thấy cái ánh sáng đó ở trong cái bụng của cái chỗ vùng của mẹ đó, thì mình cứ đi theo cái ánh sáng đó, người thường đi theo cái ánh sáng nó vô đó là nhập, là đầu thai liền đó. thành là thai nhi liền, hiểu chưa? Yeah. Là cái ánh sáng đó là cái ánh sáng đó đó, cho nên nhiều người không biết á, tại không có tu hành, nghĩ là ô có ánh sáng thì ai cũng thích ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng nó không bằng cái ánh sáng rực rỡ ở bên trong, dạ, trên trong đó. Ở trong là có một cái ánh mang ánh sáng cực sáng luôn, đúng dạ, rồi, đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Cái đó dạ. Mới là ánh sáng thật. Dạ. Nhưng mà cái đó cũng chưa là ánh sáng cuối cùng. Dạ, ừ. Dạ, dạ. Nếu không có ánh sáng đó thì cái đường hầm đó nó sẽ bị tiêu hủy rồi. Dạ. Ừ. Không có thể mình lên đi sen đi xuống được. Có một giai đoạn là con tập trung là cái đường đen đứt luôn, đứt thấy toàn trắng không thôi. Dạ. Dạ. Không phải đứt đâu, nhưng mà tại ánh sáng nó lóa đi đó. Dạ. Không có thấy rõ. Okay. Dạ. Dạ. Nếu mà cái ánh sáng mà nó sáng hơn cái đường á thì mình không thấy vậy thôi. Dạ. Ok. Thí dụ như ban đêm mình đi á mà có cái đường á mà nếu mà cái ánh sáng mình nó lòa qua thì mình thấy cả luôn xung quanh luôn, không thấy cái đường. Dạ. Nếu mà mình có cái đèn rất là sáng á. Ok, còn dạ, nữa. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Thưa sư phụ, là con có một cái câu hỏi dành cho cái người mới tâm ấn. Bởi vì con mới được tâm ấn, con thấy là con cứ hay có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của con là nó đến rất là nhanh, xong nó lại mất ngay. Ừ. Xong cứ đến xong lại mất ngay. Hiểu, hiểu. Dạ, rồi âm thanh á, thì cũng lúc to lúc nhỏ. Ừ. Mà con không biết làm thế nào, con biết con có cái lỗi gì không mà con... Không phải, không phải, tại mới chưa có định được á. Dạ. Này, mai mốt nó sẽ ổn định, ok? Dạ. Này, cái thân thể tế bào của mình với cái... cái linh, không phải linh hồn, nhưng mà cái linh cảm của mình nó chưa có được ổn định á. Dạ. Vậy là tốt lắm rồi, mới vô mà đã thấy ánh sáng, vậy tốt. Dạ. Trong lúc con thiền ấy, là con cứ hay mơ thấy đi cứu người á. Cứ đi những cái cảnh tượng người ta bị lũ lụt với lại mà con cứ phải cứu người ta, mà con hét lên rú hết cả lên. Mà những người nhà, người mà bạn cộng tu bên cạnh cũng có nghe thấy luôn. Nhưng mà thật sự là con rất là sợ, bởi vì con thấy người ta nguy hiểm á. Con okay. Cứ phải đi cứu, thì những cái đó là do làm sao vậy cơ? Okay. Tại vì cái này mình kêu bằng cái thiên nhãn thông á. Yeah. Tha tâm thông á. Mình thấy những cái chỗ đó, mình ngồi đây nhưng mà mình thấy được rất là xa. Vâng. Cũng chưa có gì, chứ một trong những cái thần thông của mình mở ra thôi. Hiểu chưa? Dạ. Dạ con cảm ơn sư phụ. Nếu mà thường thường mà rú lên như vậy thì mai mốt phải kiếm cái chỗ bên ngoài ngồi nha, để đừng có làm sợ hãi mọi người xung quanh ha. Rồi chừng nào hết rồi, một thời gian lâu hết không biết rồi không có nữa, rồi mới ngồi chung với mọi người nha. Ok. Cái này thần thông của mình á, mình kêu bằng thiên nhãn thông á. Mình có nhiều cái thần thông, ví dụ thiên nhãn thông tức là mình ngồi đây mình coi được rất là xa, cách xa vách tường gì cũng coi được hết. À, cái thiên nhĩ thông tức là mình ngồi đây mình nghe người ta nói chuyện ở cách xa trăm ngàn dặm cũng được nữa. Nhưng mà những cái thần thông đó không có tốt gì lắm cho mình. Từ từ nó sẽ hết, ok? Đừng có tham. Lúc có lúc không, con sợ là chưa được khai mở. Biết rồi, nó khai rồi. Không sao. Khai rồi, không khai làm sao mà thấy được. Tại cô chưa có ổn định cái sự tập trung á. Thành nó, nếu mình tập trung thì nó lại, không tập trung nó chạy. Vậy thôi, không có gì. Tự nhiên, ok. Rồi mấy ngày sau đây? Dạ, dạ con những chúng sinh trên địa cầu với sư phụ. Ê. Họ muốn gửi lời chúc tới sư phụ mà con nãy con quên đi. Chúng sinh nào? Những chúng sinh họ vui sướng okay. Vì okay. Phá vỡ cái mạng lưới sư phụ. Họ muốn gửi lời chúc tới sư phụ mà nãy con quên. Dạ. Gửi chúc cho họ. Nãy dạ. Quên hả? Ok rồi, bây giờ nhớ rồi, còn gì nữa không? Dạ không, nhớ dạy thôi sư phụ. Kỳ sau họ gửi thì mình phải viết ra để không quên nha không? Thôi được rồi, tốt.
nói họ là sư phụ ok nhé. Dạ ơn, ok rồi. Kính thưa sư phụ, con đến từ Việt Nam. Dạ. Chứ không phải Thái Quan hả? Dạ dạ. Gia đình con gồm 6 người đều là đệ tử của sư phụ. Nhờ sự ăn bài của sư phụ, con đến gặp sư phụ ngày hôm nay. Đây. Con trân trọng cảm ơn sư phụ. Và chính vì thế mà con xin trình qua sư phụ một câu thôi. Xin sư phụ xác nhận bất độ như thế nào. Thưa sư phụ, mỗi khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời đều tràn đầy năng lượng sáng tạo, mà vũ trụ này thì thật mênh mông vô cùng tận. Vì thế, chỉ cần thốt lên rõ ràng lời nguyện ước của trái tim, chắc chắn nó sẽ thành sự thật. Ok, bác nói đúng, ok. Ừ. Dạ thưa sư phụ, và những lời thầm ước của trái tim nếu ta thốt lên trong cái trạng thái thư giãn giác của thiền định thì cái hiệu quả nó rất là mãnh liệt phải không thưa sư phụ? Dạ, mãnh liệt hay không mãnh liệt là nhờ cái sự, còn tùy theo cái sự thành tâm của mình và cái lực lượng tu hành của mình nữa. Ok, chứ không phải ai muốn gì cái được nấy đó. Dạ. Tùy theo mình. Dạ. Con chân thành cảm ơn sư phụ. Có gì, nếu mà thành tâm thì sớm muộn nó cũng tới, không phải là tới liền đâu. Ừ, có thể tới liền, có thể là tới lâu ha. Mà tới toàn vẹn hay không cũng có cái sự tu hành của mình ảnh hưởng ha. Rồi. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì đâu á. Trước tiên là con cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn sư phụ. Con đã học nhiều pháp môn, nhưng mà khi mà con nguyện ấy, con xin được pháp môn, con gặp được pháp môn của sư phụ. Cho nên là chúng con cảm ơn sư phụ. Ngày hôm nay chúng con được đến đây để yết kiến sư phụ. Con rất cảm ơn vì là bao năm rồi ao ước được gặp sư phụ. Okay. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trong cái thời gian tu hành ấy thì là con đã có nhiều những thể nghiệm mà sư phụ đã chăm sóc tất cả về ánh sáng và âm thanh. Con không còn muốn nói lại nữa bởi vì là tất cả mọi người đã biết. Cái thứ hai về vấn đề nữa là sư phụ chăm sóc cho gia đình con từng bước một, từng các cái giai đoạn từ khó khăn mà vượt được để đạt được đến cái tâm linh mà sư phụ đã dạy dỗ, sư phụ nâng cấp lên. Và đến ngày hôm nay thì qua những cái giai đoạn mà con đã có nhiều cảm nhận, cái thể nghiệm ánh sáng, âm thanh và tất cả những cái mà con cảm nhận ý, mọi các cái từ trường của bên ngoài, từ xã hội cho đến các pháp môn, bây giờ người ta đã hiểu được sư phụ. Mà khi con mở một cái nhà hàng nhỏ con thôi, nhưng họ đã cảm nhận những cái tình cảm mà sư phụ xuyên qua, và sư phụ phá cả những cái điều mà lúc nãy mà sư phụ nói là sư phụ phá cái máy hệ thống khống chế, và là dùng các cái áp lực. Nhưng mà bây giờ là họ, con cảm nhận đến là sư phụ đã phá và họ đã thấy được cái tình thương của sư phụ. Con cảm ơn sư phụ. Mừng cho bác. Con xin trân trọng chào sư phụ ạ. Con muốn chia sẻ một chút. Trong thiền định của con thì con có nhìn thấy những bức tranh của sư phụ vẽ trong quyển Nghệ thuật Thiên Đàng ạ. Ừ. Thì con phát hiện ra những bức tranh của sư phụ là nó, tức là trong khi tu hành thì sẽ đi qua cái con đường, sẽ đi qua những cái bức tranh đó. Vâng ạ, con gặp mấy bức tranh và trên con đường con đi. Ok, hiểu. Vâng, và con xin hỏi sư phụ là cái trạng thái ví dụ như là nhìn thấy con mắt vàng á, một con mắt vàng lấp lánh, hay là một con mắt xanh biếc á, hoặc là hoa sen lở á, hoặc là những cái ánh trăng có thể một đêm gặp 3-4 lần, hoặc hiểu. Có thể 2-3 ngày gặp một lần. Này, nhưng mà trong một tháng có thể gặp rất nhiều, lặp đi lặp lại ánh trăng mà rất là to. Hiểu rồi. Đó, thì con không hiểu là ở cái trạng thái đó ấy, thì còn ở trong tam giới hay là ngoài tam giới ạ? Ba. Mặt trăng thứ ba. Vâng ạ. Okay. Nhưng mà vậy là tốt lắm rồi á. Con xin cảm ơn sư phụ ạ. Dạ, kính thưa sư phụ, cho con xin hỏi câu. Thì ở đây có một cái thể nghiệm nhìn thấy là vì ở chỗ chẳng nhà anh Phương á, ở thị xã Hội An á, có, khi mà thiền định á, 30 người thì trong lúc đó tôi thấy cái hào quang của sư phụ bay về, nhưng mà cái người mà bảo hộ sư phụ á, cái người sau nó thấp,
cái cản nó luồn, cái người nó to, nó bay vô và nó dắt hết 70 người, nó sẽ bay thẳng kia lên một cái không gian. Đi vào đó thì cái sư phụ bị dừng lại ngay chỗ đó, vì ngay chỗ có hố đan, nếu mà sư phụ không tả được ánh cái hào quang nó vô đó thì 70 người sẽ kẹt lại ở bên trong á. Vì sư phụ nó kêu để sư phụ sẽ tả cái ánh hào quang và cái ánh sáng á, nó sẽ bay qua cái ánh hào quang và cái ánh đan, nó sẽ toàn đi cái ánh đan đó, thì 70 người mới đi theo cái ánh hào quang, nó sẽ đi theo vô đó. Cái ánh hào quang là mình phải bước qua cái không gian nó mới đến được cái cảnh giới cả. Thì cái người mà cái đầu nó to á, chân nó luôn mà đi bổ hộ mà theo hai bên sư phụ á, thì lúc nào nó cũng xuống ở bên hồi của mình. Khi mà con làm hộ pháp là con niệm năm cao á, thì con thấy cái những cái hộ pháp đi theo bên mình đó là cái lực lượng của sư phụ, những cái đó là cái những hành tinh vô xuống và sư phụ khai thị cho con biết, vì con bảo hộ mình mà họ bảo hộ. Dạ dạ, cũng nhìn thấy là con khi mà con thề con làm hộ pháp là con thấy những người đó là nhiều, nhưng mà con người nó rất lùn mà cái đầu nó to. Nó sao nó đi theo. Tại vì họ phải nhỏ như vậy để cho mọi người khác mới thấy được sư phụ, thấy không? Nếu họ cao lớn hơn che xung quanh hết đâu ai thấy đâu. Dạ dạ dạ. Họ muốn hóa thành vậy đó chứ không phải nhờ vậy đâu. Dạ dạ. Họ hóa thân thành nhỏ, hiểu không? Dạ dạ. À, họ ở gần anh là để cho anh làm hộ pháp cho tốt. Dạ. À, dạ. Ủng hộ cái lực lượng của anh cho anh làm hộ pháp cho đúng, thấy chưa? Dạ dạ. Sợ anh không đủ lực lượng á thành nó lại hộ pháp thêm. Dạ. Okay. Dạ dạ. À, hộ pháp vô hình và hộ pháp hữu hình á. Rất mừng gặp được sư phụ. Mấy hôm nay con vào một buổi sáng con đi vòng vòng ở Tây Hồ, thấy những bạn thú rất là xuất hiện trước mặt con, rất là tự nhiên, không có sợ sệt. Dạ. Khi mà con lại gần cũng không có bỏ chạy nữa. Nhìn con sóc rồi những con chồn nhỏ rắn ở dưới nước nữa. Con bò qua bò lại với hàng ngàn chú cá ở trước hồ. Con cảm thấy cái lực lượng ở đây làm cho muôn vật nó hòa hợp với con người. Very good. Dạ, kính thưa sư phụ, cho con có câu hỏi là sư phụ có nói là tất cả các đồng tu tới đây đều sẽ là một vị sứ giả đem tình thương của sư phụ về cho quê hương xứ sở, thì xin sư phụ khai thị cho tụi con biết là làm cách nào để tụi con có thể phát triển mạnh nhất và lâu nhất tình thương của sư phụ tới quê hương đất nước Âu Lạc, trong khi mà tụi con ra đời trở lại thì gặp xung quanh mình sẽ có vô vàn những cái lực lượng khác nhau bủa vây lại. Không phải cái tấm bảng đen mà viết lên chữ này chữ kia như vậy, thì quý vị thấy sao? Thì cái gì mà nó hợp á, trường hợp nào mà nó xuất hiện ra mình thấy là của mình thì mình cứ làm, còn không thì ngồi thiền. Ok, cái từ trường của mình cũng là ảnh hưởng tốt cho quốc gia của mình. Mình thấy cái gì tự nhiên nó phát hiện rồi mình thấy cái này mình phải làm là đúng rồi. Ok. Chứ bây giờ bắt sư phụ viết rằng cuốn sách hả? Bà ba phải làm cái này, ông tư phải làm cái kia, bác bảy làm cái nọ, dì tám làm cái kia. Đâu có cái kiểu mà nó cố định như vậy, phải không? Quý vị tự nhiên tu hành là tôi có cảm giác. Tự nhiên có chuyện gì, có người đó lại hỏi mình, thì mình nói vậy, rồi cái người đó ảnh hưởng tới người đó ảnh hưởng người khác. Tự nhiên nó tự nhiên thôi. Chứ mình cũng không cần phải là tham cầu cái gì mà phải săn đuổi nó. Okay. Quý vị tu hành là tốt lắm rồi. Rồi, nói tiếp. Kính thưa sư phụ, con mỗi lúc ngồi thiền con thấy cái màu vàng nó quay trước mặt con. Và hai bên có hai ngọn đèn nó quay càng ngày càng to ra đó sư phụ. Và mỗi khi lúc nào con ngồi thiền con cũng thấy cái cảnh giới đó hoài vậy đó sư phụ. Vậy thì nó có như thế nào sư phụ? Bắt đi qua cảnh giới khác đi, ngồi đó hoài à? Thấy đèn sáng rồi cứ ngồi hoài vậy hả? Dạ. Ráng đi qua bên khác, ok? Dạ. Không thì vậy cũng tốt lắm rồi. Kính thưa sư phụ, hôm bữa sư phụ có nói là sư phụ phá tan những cái từ trường phủ định đó không sư phụ. Không phải sư phụ phá mấy ông trời trên kia. Dạ. Xong cái đêm hôm đó con ngồi thiền đó sư phụ, cái con thấy những cái phủ định á, họ len lỏi vô trong những người chúng con luôn đó. Trốn hả? Dạ, họ trốn đó sư phụ.
Xong rồi con thấy sư phụ đi bắt họ ra đó. Xong rồi sư phụ để họ lên một cái lò than đó sư phụ. Sư phụ hơ nó chắc phải 5-6 lần luôn á. Mà họ cũng không có sao hết. Xong rồi một lúc sau nữa thì sư phụ bắt được một cục bằng này nè. Xong rồi sư phụ cho họ đi cái hành tinh khác đó sư phụ. Dạ. Okay. Hơ cho họ không phải là muốn thiêu đốt họ. Chưa. Cho nó chuẩn bị cho họ đặng họ đi chỗ khác, thấy không? Chuẩn bị mà phải chuẩn bị như vậy mới được. Chứ không phải như người mình muốn chuẩn bị là phải bận quần bận áo, thoa son thoa phấn, hiểu chưa? Mấy người đó phải thoa cái kiểu đó, hiểu không? Chứ đừng nghĩ sư phụ muốn hại họ gì đâu, thấy không? Không phải vậy, tốt rồi, thấy vậy là tốt rồi. Ok. Sư phụ nói gì con ấy không có gạt gẫm quý vị đâu. Tại quý vị không thấy đó, có người thấy, có người không thấy. Ít ra có một người thấy. Quý vị tôi tin sư phụ, tôi không cho tiền cho bạc gì bả nhau. Hồi đó giờ chưa thấy bả lần nào. Dạ, con xin kính chào sư phụ. Chào bác. Dạ, xin sư phụ cho phép con được nói những thề nghiệm của con. Ok. Từ hồi nhỏ đi học đó, con nằm mơ thấy Phật Bà Quán Âm hoài à. Đến khi mà năm 90 mấy á, là lúc con gặp những cái khó khăn á, thì có một vị đồng tu cho con mượn một cái băng cassette, con chỉ nghe có một cuồng băng duy nhất thôi. Thì Phật Bà Quán Âm bảo với con là Thanh Hải là hóa thân của ta đó, con nhớ từ chữ luôn. Và con có rất là nhiều thể nghiệm, một cuốn sách rất là dày, con xin kể hai cái thể nghiệm gần đây nhất. Rồi. Là thì khoảng năm 2008 thì con nằm mơ, con thấy sư phụ ngồi trên một cái bàn là cuốn sổ, nghĩa là cuốn đó là cuốn A Lại Gia Thức. Thì trong đó có tên của con của con. Thì sư phụ nói là đứa bé này vắng số, con mới cầu xin sư phụ là cứu con của con. Khoảng một năm sau thì con của con đi công tác, thì trên chuyến bay mới cất cánh khoảng 5 phút thôi thì tới Biên Hòa, thì cái một động cơ của máy bay bốc khói đen ngủ hết, đen mờ mịt hết, không thấy đường gì hết. Nhưng mà phi hành đoàn cũng cố gắng là sẽ bay quay trở lại phi trường Tân Sơn Nhất, nghĩa là cái cách tốt nhất để có thể là bảo vệ phi cơ và phi hành đoàn cùng hành khách. Thì sau đó thì phi hành đoàn đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất an toàn. Đó là cái thể nghiệm thứ nhất của con. Thể nghiệm thứ nhì là năm 2010, chồng của con bị bú ở gan cấp tính. Thì bác sĩ quen với con á, là báo trước là với con là tình hình không khả quan. Thì con cũng sẵn sàng, nghĩa là về để là lo hậu sự thôi. Thì con cũng có cầu sư phụ, con nói là con chấp nhận với sự an bài của sư phụ. Thì khoảng nửa tháng sau mà khi về nhà, bác sĩ cho về, mà bác sĩ nói như thế này: anh cũng muốn ăn gì thì chỉ cho ăn đi, và có thể dùng mật gấu để giảm đau. Không có được ăn mật gấu nha. Dạ. Tại vì cái mật gấu mà người ta lấy ra đó rất là khủng khiếp cho con mấy con gấu. Tội nghiệp lắm, mỗi nhốt ở trong cái lồng nhỏ xíu vậy đó, rồi cứ bị cái châm chích hoài, lấy mật ra hoài, không có được ra ngoài gì hết. Thảm thiết lắm, không có được ăn mấy cái đó, hay chưa? Dạ. Thấy người nào mà ăn được thì biểu họ thôi đừng có ăn đi, thiếu gì thuốc, phải không? Và ăn mật gấu. Dạ, khoảng nửa tháng sau, con ngồi thiền hay là con nằm mơ, thì con thấy một cái chữ chết thật là to. Và cái con số ở phía dưới là 19. Mà 19 rồi thưa một chút xíu 12. Thì con nghĩ là chắc là ngày 19 tháng 12 là chắc chồng con sẽ ra đi. Nhưng mà con thắc mắc một điều là số 1 phía sau á, thì gạch ngang một cái, gạch xéo xéo một cái rất là ẩu. Cái sư không giống số 12, nhưng mà con đúng lý ra là cái thể nghiệm con không được nói, nhưng mà con lo sợ cho tính mạng của chồng con nên con nói với chồng con. Thì ổng sợ quá, ổng mới ăn chay. Con hiểu được ý sư phụ, có nghĩa là nếu mà chồng con ăn chay để tu hành thì chồng con, sư phụ sẽ cho chồng con sống để mà tu hành đó. Nhưng mà khoảng năm cuối năm 2012 thì con mắc bận rộn, con không có lo nấu nướng cho ổng, ổng ăn mặn. Cái ngày đó là ổng bị tai nạn giao thông, ổng ra đi. Cái con mới ngạc nhiên, con nói ủa sao đâu có đúng cái ngày này. Tết khi mà tan ma xong hết trơn, cái con mở cái cuốn mà nhật ký tu hành con ra,
thì con mới tỉnh ngộ ra. Cái con số đó không phải là ngày 19 tháng 12, mà là ngày 19 tháng 2, đúng ngay cái ngày mà ông ra đi. Sư phụ đã báo cho con trước, từ 3 năm trước. Thì đây là cái thể nghiệm mà con muốn chia sẻ với mọi người. Rồi, xin cảm ơn sư phụ và xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn cô. Dạ, thưa sư phụ, trở lại cái vấn đề mà mạng lưới kiểm soát toàn cầu bị phá vỡ đó chị phụ. Thì con nghĩ tại sao các thượng đế đó không phá vỡ sớm hơn, hay là thượng đế đẩy cái lực lượng tu hành của tụi con tiến bộ lên rồi thượng đế mới làm? Tại hồi xưa họ muốn phá không được. Dạ, con kính chào sư phụ ạ. Trong quá trình tu hành thì sư phụ đã gia trì cho gia đình nhà con rất nhiều. Vâng, tất cả là gia đình, cả con trai, con gái, con dâu, con rể, rồi bà thông gia, rồi là được. Vâng. Họ cười rồi, tại ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà có một thể nghiệm này con đổi ơn sư phụ nè. Và có một lần là con khi quán âm thanh đấy, thì có những cái ánh sáng như là những hạt ngọc ạ. Thế vâng, nó cứ lấp lánh ở những cái khi tay cái bàn tay của con đấy ạ. Vâng, thế mà những cái thể nghiệm cho mấy cái con. Cho mấy cái sư phụ làm đông băng tay rồi đeo vô. Dạ vâng, khỏi mua. thế rồi là trong cái thời gian mà con bị tai nạn ấy, thì con đội ơn sư phụ là sư phụ gia trì cho con không có đau đớn gì. Thế mà trong 10 ngày nằm bệnh viện thì là 10 ngày con đều có thiền và quán âm thanh đầy đủ và còn nhiều hơn ạ. Thế khi về trong 2 tháng thì sư phụ gia trì cho con là thiền được 3 tiếng liền và ngồi quán ánh sáng thì cứ nâng lên như là sư phụ kéo con lên bên trên ạ. Thế bây giờ là con đến đây con chỉ cảm ơn sư phụ đã cho con được diện kiến ngài. Thôi được rồi, ai cũng cảm ơn giống nhau đó, hiểu chưa? Lo cho má tôi, bà nội tôi, ông nội tôi, bà dì, bà chú. Cái đó là chuyện thường, hả không? Thấy, thí dụ như mình thương người nào thì mình thương hết cả gia đình họ luôn. Chuyện đó là thường, ha? Không? Ok. Thành ra họ cười là vậy. Chứ không phải họ cười nói cô chuyện gì, nói chuyện không tốt, hiểu không? Họ cười là tại nó tôi cũng vậy, cái chuyện đó nói hoài, hiểu không? Nhưng mà họ đâu có biết. Mỗi người cái tâm trạng khác nhau, phải không? Hãy cho họ nói một chút. Tại vì cái sự cảm ơn của cô biết. Chứ còn họ cảm ơn, họ tự biết họ, không? Họ không nghĩ là ai cũng cảm ơn giống cổ đâu. Thằng cổ phải nói ra cho khỏi ấm ức, hiểu không? Tại vì thí dụ người nào giúp mình, mình rất là cảm ơn, mình cũng muốn nói cho họ biết chứ, phải không? Thầy đừng có cười nha, không? Tại quý vị cũng có nhiều thể nghiệm như vậy. Sư phụ biết, nhưng mà đừng có cười người ta, không? Thầy nói không hết đâu, biết rồi, nói không hết rồi. Nói không hết. Còn bà cố, bà gì nữa, bà gì mà mình chưa gặp mặt nữa đó, đã chết đâu mấy chục năm, mấy trăm năm rồi, thấy không? Cũng có giúp đỡ luôn nữa đó. Tại đây đã là người nhà rồi, không? Sư phụ, truyền tâm ấn cho quý vị là sư phụ nhận thành người nhà của mình rồi, hiểu không? Người nhà thân thuộc, ruột thịt rồi, còn hơn người nhà nữa. Thành ra người nhà của mình phải bảo vệ chứ. Mình phải giúp đỡ chứ, phải không? Thành nói chuyện nó thường, ok, không có gì. Nói giả ơn cho cô. Mọi người đều có giống nhau mà, hả? Thành nói họ cười là như vậy, hỏi chuyện này thường quá, phải không? Nhưng mà đối với cô không có thường. Tại vì cái, thí dụ người nào làm ơn cho cô cảm ơn như vậy, ha? Nhưng mà cái người này họ cũng cảm ơn vậy đó, phải không? Họ không muốn, muốn trình bày ra, hiểu không? Thôi, người nào khác nói lẹ ra. Khi ngày đầu tiên con gặp sư phụ, tối con ngồi thiền là con thấy đạo tràng mình sáng đẹp vàng mà toàn hào quang thôi. Đi đâu là xoáy đá rồi gạch rồi là gọi là cây cối là sáng rực rỡ luôn. Con vui lắm, cảm ơn sư phụ. Đúng rồi, như vậy mới đúng. Con sư phụ nhiều lắm ạ. Như vậy mới đúng, vậy là tu hành đúng á. Ok. Đúng như vậy mới biết là vạn vật đều quý báu, phải không? Nếu mình không chính mắt thấy được, nghĩ sư phụ bà nói vậy thôi, cái cây mà mình phải bảo vệ nó, tôi không ăn nó là lâu là tốt lắm rồi, phải không? Tôi ăn xà lách thôi. Nhưng mà tất cả vạn vật đều có linh cảm hết, thấy được thì tốt, thấy được thì mới biết là trân quý trong tâm mình, phải không? Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn cậu tu hành tốt. Còn trẻ như vậy mà tu hành như vậy, sư phụ rất là cảm mến. Tiếp tục nha, tiếp tục. Mọi người noi gương hay. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Không có gì. Dạ thưa sư phụ,
Nguyên năm nay là con mỗi khi ngồi thiền với ngủ là con thường hay có thể nghiệm là kiểu như là trước tương lai, nhưng mà thường là nó tưởng là nó mờ ảo chứ phụ. Là đến lúc đó rồi con mới nhớ ra là mình có mơ, thường là lâu lắm rồi nó mới xảy ra là sao sư phụ? Có thấy mệt mỏi gì không? Dạ không mà, nhưng mà cảm giác lạ lắm ạ. Cảm giác cái gì? Cảm giác mình thấy xong rồi mình tỉnh giấc á, hết hồn luôn. À. Thường là con hay quên, nhưng mà đến lúc xảy ra rồi mới nhớ ra. Hiểu rồi. Như thế là tốt hay xấu sư phụ, xin sư phụ giải thích giùm. À, okay. Nhớ niệm năm vị nha, ok? Nhớ niệm năm vị, mà quên là nó bị lạc, đó, đi lạc, hiểu chưa? Vâng, sư phụ. Năm vị là sự bảo hộ, linh cảm của mình, á, đừng quên. Dạ thưa sư phụ, chúng con rất hạnh phúc khi ở bên cạnh sư phụ, nhưng tốn tiếng đồng hồ rồi. Rồi bây giờ tụi con chỉ muốn là sư phụ được nghỉ ngơi thôi ạ. Cảm ơn. Còn phải gặp mấy người đại lục nữa. Được rồi, quý vị giải tán nha. Cho mấy người đại lục lên nha. Cảm ơn nha, cảm ơn. Cảm ơn. Sư phụ, con ở miền Trung, Âu Lạc, ở Quy Nhơn. Ra đây 4 năm rồi, 4 lần rồi mà không có gặp sư phụ. Hôm nay con gặp mừng quá sư phụ. Con qua đây 4 lần rồi. Nhà con 11 người do thọ pháp, nhưng mà con không được. Hồi 2011 con viết 8 lá đơn qua sông Hồ Rơi, qua bên Bèo Lý. Nhưng mà thấy hồ âm, 8 lá đơn gỡ bảo đảm. Tám cái đường gỡ bảo đảm á, đường đường mà không có gì nữa. Anh Phùng Chay là 10 năm rồi, mà nhà con 11 người. Đâu 11 người đâu? 11 người ở nhà đó. Qua tháng 10 con đi là không có người con mới đi được. Con đi mấy bay chỉ có 3 triệu rồi, không ai hết rồi. Năm coi như tháng 10 là người ta ở Quy Nhơn qua tứ 2-3 ngàn người á, vé có hầu tới 18 triệu, mà con đi có 3 triệu rồi. Có cái lúc mà 18 triệu mà không có, hết vé cháy vé ra Đà Nẵng. Ra Đà Nẵng rồi không hết vé ra Hà Nội. Hà Nội nhiều người nó đi Indo. Yeah. Nhiều người nó đi Indo rồi nhiều người nó đi Dubai, nó quá cảnh. Dạ. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Con những ngày mà con được sư phụ dạy con mừng quá. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả các đồng tu. Hưởng đó là mẹ mình mà mình bữa nay mới gặp được. Tưởng đó là nhục thế. Thượng đó là nhục thế mà mình là con của thượng đó mà bữa nay mình mới gặp được. Thượng đó là ở đâu xa chứ. Nhưng mà bữa nay á, đó là đang ăn với mình, cùng hít thở không khí với mình, cùng ở một địa cầu. Nhưng mà mình bữa nay mình gặp được là hân hạnh. Còn giờ nghe nói thượng đó xa rồi đâu có biết đâu. Đây bây giờ tất cả cái vũ trụ này là thu nhỏ tại Tây Hồ. Tôi đi là tôi thiền chỉ một ngày thôi, chứ tôi đâu được thiền 2-3 ngày đâu. Nhờ Nam mới dẫn về lại cho ở nhà. Thì bữa nay con qua nhà Nam nó dẫn về ở nhà, nó coi như người nhà sư phụ. Thằng Nam cũng đồng tu, nó bán phở rồi kia này. Dạ. Phở chay á, bán ở chỗ nào ngoài này nè. Chú vô con kiếp này con gặp được sư phụ, con mừng quá sư phụ ơi. Nghĩa là mình là thưởng tới là mẹ mình, mà hôm nay mình mới gặp được. Con làm cái vụ tiền phá giáo lý là sư phụ cũng biết con làm. Là mấy năm nay sư phụ biết là sư phụ sư là vô sở bất tại là biết. Biết là con làm cái sao vậy. Chú cho con mừng quá. Con ở quê hương Hàm Thuận Tứ sư phụ. Hầu cái trường Trinh Vương ấy là con ở một nhất á. Nhà trường Trinh Vương Quy Nhơn á. Ok rồi. Con xin kể cái thể nghiệm mà con cảm ơn cái đất nước Đài Loan này dữ lắm sư phụ.
Lần đầu tiên mà con qua đó là hồi Tết đó là con khi con ngồi thiền trên máy bay á thì sư phụ con thấy sư phụ á thì con thiền đó thì con thấy sư phụ á một bên máy bay vậy nè, mà sư phụ nghiêm lắm, nhìn thẳng đằng trước để bảo vệ chiếc máy bay vậy đó. Rồi khi mà con máy bay mà tới mà cách Đài Loan 200 km, tự nhiên có cái ông phi công đó, bữa đó ổng nói vậy à, quý vị đang ở cái hải lý là cách Đài Loan là 200 km, thì tự nhiên tất cả các thiên thần ở Đài Loan chào mừng con. Rồi hả, cây cối luôn, không khí luôn, họ chào mừng. Chứ như là con tràn đầy hạnh phúc, mà con cảm ơn tất cả luôn. Mà điều thứ nhất là cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Cái chuyến bay đó nó giống như là con chẳng có đi gì hết trơn luôn đó. Chỉ là giống như là ngồi một chỗ thôi. Nó êm, không có một cái di động gì hết luôn. Không có một cái mà chấn động nào hết, giống những cái chuyến bay khác. Rất là êm đềm. Còn khi mà con xuống máy bay con cảm ơn phi công nhiều lắm. Nhưng thực chất là do sư phụ hết luôn. Okay, she said that she wants to tell me the experience and feeling very grateful about Taiwan, yeah? Before, she was on the airplane and she saw Master, you know, transformation body in front of the airplane with the very solemn mean, because she wants to protect the airplane and keep going in front of the airplane to lead and to protect that airplane for her. And when it comes to about 200 kilometers before landing, and there were all the angels, she said, you know, the angels come to greet her already in the air. And all the angels from Taiwan came to greet her. In the air already, and exactly at that moment, she knows it's 200 kilometers from Taiwan, and they told her. And then the pilot also tell her at the same time, you know, announce that we are already 200 kilometers from Taiwan for landing. Is that correct? Đúng không? Rồi, okay. Next one, please. Còn gì nữa không, Gâng? Rồi, còn nữa. Con cái là con xin lỗi sư phụ. Yeah. Nhiều lắm. Sao? Trong quá khứ con đã có những cái sai lầm với sư phụ á, xin sư phụ tha lỗi cho con. Tha rồi, nếu con tha thì bà đâu còn ngồi đấy. Cái máy bay bà đâu còn đấy. Con sám hối sư phụ nhiều lắm. Không, nhưng mà bây giờ gặp sư phụ thì con mong có một cái đó. Okay. Xin lỗi sư phụ. Không có chi. Okay. Với lại khi mà con về Việt Nam đó sư phụ, thì hả là khi mà con ngủ thức dậy, con thiền ban đêm, con ngủ thức dậy là con cứ tưởng mình ở Đài Loan không à. Okay. Rồi khi mà con trị bệnh, sư phụ cho con đặt con ở cái chỗ mà để mà phục vụ với ông tu á, trị bệnh đồng tu á, thì khi mà một cách đi một tháng mà con trở lại đây á, thì là con mới biết ra là con đã phục vụ cho những người này từ trước rồi. Trước. Dạ. Okay. Thành ra lại giờ là con tới nữa. Dạ. Okay. Con không biết được như vậy. Yeah. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Không có gì. Dạ. Okay. Con xin hết ạ. Yeah. She also want to apologize to me because in the past, you know, in this lifetime, formerly she has things against me a lot, and she says she apologize a lot. I say, okay, I forgive you a lot. I say I did already. Otherwise, you wouldn't have been here. You couldn't be here. Oh, your airplane might not even arrive in Taiwan either. So that means I already have forgiven you. But she said, yeah, but because she saw me now face to face, she would like to express that, you know, personally as well. I said, okay, no problem. Rồi, next one. Hello. 师父好, 非常感谢您的爱, 想跟您报告一个消息, 我们目前在大陆在开素食医院, 是用那个低脂纯素的饮食, 调理糖尿病, 7天到10天就能够基本上就可以好, 那么在这个, 做这个, 调理糖尿病的这个过程中间有很多的灵感, 那这个灵感以前是不敢想象的, 以前没有那么快, 现在就发现有上帝的这个
告诉我们很多在一些方法，就让这个七天到十天二型糖尿病就基本上就可以好。嗯，非常感谢师傅。不客气。Somebody else here？ 观察师傅。讲。啊，关到đầu bếp。Vừa rồi con có về Việt Nam, con có cùng mấy bạn con á, con mở một cái nhà hàng. Vì nhiều khi có những cái món ăn mà con muốn bỏ một chút rượu vào trong cái nước sốt. No. Con không có bỏ. Thế nhưng mà bởi vì rằng là có về Việt Nam con có gặp một cái món đồ để nấu súp nó hơi giống cái vị của đồ thật. Thế cho nên là con mới muốn rằng là nếu như mà con muốn khử cái mùi tanh của nó đi ấy, thì con phải bỏ rượu hoặc gừng. Thế nhưng mà con chưa kiếm được cái gì để thay thế rượu. Trước đây thì con nấu ở châu Âu, thì con nấu ở Thụy Điển thì là con không có cần phải dùng rượu. Ok, ok, vâng. Hiểu rồi. Bỏ gừng thì được rồi, vâng. Còn cái mùi tanh nhưng mà nhiều người họ thích thì đâu có sao. Vâng, vâng. Mấy người họ mới ăn chay á, mấy người tanh họ không có sợ. Vâng. Còn người nào sợ thì không ăn, có gì đâu. Có okay. Cái món hải sâm ấy, sư phụ. Nó rất là tanh. Hiểu rồi. Vâng. Nó vâng, nhiều người họ sẽ... thích, ok. Vâng, cái đó đừng là bỏ rượu. Vâng. No. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, nhìn hả? Quý vị, cảm ơn quý vị lại tham nha. Ở đâu vậy? Hà Nội hả? Đâu? À, Bình Thuận. Ở đó. Hương Yên hả? Xa không? Phú Yên. À, mấy cân ở đâu? À, Hồ Chí Minh City. À, kia ở đâu? À, Phú Yên. Quảng Trị. Phú Yên. Hải Phòng. Wow. Xa đó hả? Quảng Ninh hả? Hải Dương hả? Wow. Chú An Lai. Ở vậy cái gì? Hà Nội, Pleiku, à, Cao Nguyên, Bến Tre, Cục Điện ảnh Việt Nam, à, cảm ơn vị đó, để sư phụ từ từ đọc nhé, công vẫn nhiều lắm, công văn nhiều lắm, nhiều cao hơn người nữa, cũng may là sư phụ không có cao lắm, à, chứ nếu không nó kêu cái gì? Cạnh tranh nó đưa cao lên nữa, ôi mệt, làm việc ngày đêm. Mình không phải chính phủ gì hết mà cũng làm việc quá trời. Ok, còn ai ở đâu nữa? Việt Nam ở đâu tới vậy? Bình Dương. Biên Hòa. Bưởi Biên Hòa đó hả? Hả? À. Đà Nẵng hả? Ở Đà Nẵng. Nha Trang, Khánh Hòa. Quy Nhơn. À. Hồi đó sư phụ học ở đó đó. Có trường nữ trung học Quy Nhơn á. Hà Nội à. Ở bờ biển á. Bây giờ còn chứ hả? Hà Nội. Ủa sao hả? Bắc Ninh hả? Bắc Ninh. Bến Tre. Korea. Seoul. Long Xuyên, An Giang. Cần Thơ. Ở đâu cơ? Củ Chi. À, wow, chưa nghe tên đó. Hà Nội hả? Rồi. Quảng Trị. Nghe nội Việt liền, nghe nội. Đà Nẵng. Đồng Nai. Châu Đốc. Wow. Sóc Trăng. Nha Trang. Ở đâu? Cần Thơ. Bình Định. Vũng Tàu. Oh, I also study there. Sư phụ cũng có đi học ở trường nữ trung học ở đó. À, không phải, trường tư thục. Phan Thiết. Japan. Oh. Did you have some cake? Okay, good. Japan, huh? Tokyo? Huh? Aguma, I have a little house there for you. You guys meditate there? Yes? Yeah? You guys go to my house, meditate? Good, yeah? Is the house still good? Yes. Good, okay. I bought that house. I thought I could stay in Japan. I cannot. So I'm glad you use it. Hanoi. Chào. Long Xuyên, An Giang. Chào khóc vậy mà. Nào hỏi đi, bây giờ hỏi đi. À đó, con vô Minh à. Mẹ con, cách đây 10 năm mẹ con cũng theo sư phụ. Nhưng mà có bệnh nhân cản.
À. Dạ, con lại ngăn cản thì nói chung là con không biết cái điều đó. Ừ. Thành ra bây giờ mà mẹ con mới là không được đi cộng tu nữa. Ừ. Dạ, giờ sao mẹ giờ thì con hiểu ra. Sao mẹ nói bây giờ cái đường tu của mẹ sao mẹ thấy mù mịt quá à. Ừ. Con sợ sao này không biết mẹ con có được với thiên đàng không. Cái tội lỗi của con nó nặng lắm không. À, không có sao đâu, không có sao đâu, không có sao đâu. Dạ, à. Dạ con mới tâm ấn thì sáng nay. À. Dạ, con muốn thật thật để mà cho mẹ con được lên cảnh giới. À, no problem, không có sao đâu, ok. Dạ. Rồi, rồi mình sám hối là được rồi. Dạ, bây à. Giờ đó con không biết con làm những cái chuyện như là con đánh, nhiều khi con giận, tức giận lên á. Con đánh con á. Ồ. Thì mẹ của con can ngăn. Ừ. Ấm nhầm mẹ như vậy. Ôi dạ. Con biết là con rất là. Ok, được rồi. Là rất là không có tốt. À, hiểu rồi. Tại vì bất hiếu là cái tội nặng lắm. À, đánh lầm thôi, đâu phải dạ. Cố ý đâu. Ok. Có xin lỗi mẹ không? Dạ có. Ờ, à, rồi, thì được rồi. Ok. Tại vì đó giờ mẹ con cực khổ lắm. Con à. Không hiểu. Hiểu rồi. Trẻ mà. Mấy người trẻ tuổi không có ai hiểu mấy người cha mẹ đâu. Mẹ nấu ăn rồi đó, con còn ăn nặng, con không biết. Thì mẹ con chay. Thì con sanh em bé đó, ừ. Thì mẹ nấu cho con chưa có hiểu được cái khổ cực của mẹ con. Bây giờ con ăn rồi, con mới biết là khi mà ăn hận cái mùi mặn là nó khủng khiếp lắm. Ừ, hiểu rồi, ok. Dạ. Thôi biết rồi thì thôi, mình còn trẻ, mấy người trẻ thường thường vậy đó. À, thường thường chống đối cha mẹ, không có hiểu nhiều. Không sao, bây giờ mình biết rồi thôi, ok, không có sao đâu. Dạ, à, sư phụ take care. Dạ, à, ok. Sư phụ sẽ chăm sóc, ok. Dạ. Ừ. Dạ. Vậy cũng bất công nữa. Thương tôi cũng mệt mà ghét tôi cũng khổ quá. Cái gì cũng mỗi lần con nghe băng là con nhớ chứ bộ con người cũng khóc. Bây giờ con được gặp rồi con mừng dữ lắm. Ok, à, được rồi, hiểu rồi thì tốt lắm. Ừ, hiểu rồi tốt lắm. Ừ. Ai cũng có cái khuyết điểm, ok. Ai cũng có cái khuyết điểm. Nếu không có khuyết điểm thì đâu có làm người được, ok. Đừng có lo, ok. Không có gì, à, no problem. Không có sao, bây giờ hiểu rồi thì thôi. À, nhiều khi mình sinh trong hoàn cảnh khác á, rồi bạn bè nó nói như vậy, rồi mấy người hàng xóm họ nói như kia, rồi những người khi làm quan gì đó họ cũng nói như vậy, mình cũng hoang mang đó. À, không biết cái nào là tốt, mình còn trẻ mà, à, không có kinh nghiệm thì hiểu lầm không sao đâu. À, không có ai mà không bị hiểu lầm hết á. Nếu mà thành Phật rồi không được hiểu lầm thì Phật đâu có phải mà khổ như vậy. Đâu có phải đổ hết tất cả chúng sanh cái thời đó được đâu. Tại họ đâu có nghe, hiểu không? À, tại chúng sanh ai cũng có lỗi lầm hết. Không có gì đâu, nếu hiểu được thì rất tốt. À, à, nếu không hiểu được thì khổ cho mình vậy thôi. Chứ sư phụ không có trách cứ gì đâu, đừng có lo, ok ha? Con mừng quá sư phụ. Cảm ơn, cảm ơn. Đừng có đánh đập con ha. Nhiều khi nó là Bồ Tát giáng thế, mình không biết, mình đánh đập nó tội lỗi nhiều lắm á. Ok. À, khuyên bảo nó, ok. Nếu không thế mà nó mà nghịch phá gì lắm mà thương hại tới hàng xóm hay là phương hại động vật gì đó, thì mình cho nó kêu, cũng như mình cho nó kêu bằng tiếng Anh, nó kêu là time's out hay là gì đó. Time's out đó, tức là mình cho nó ở trong phòng của nó một ngày hay gì đó. Những cái thứ gì nó thích thì ngày đó nó không được có, hiểu không? À, vậy thì thôi. Nên là xong nó biết rồi. Ví dụ nó thích điện não lắm, bữa đó mình lấy ra. Bữa nay không có ngoan, phạt một ngày. Hả? Mà nó mà nặng nữa thì phạt 2-3 ngày. Ví dụ vậy đó. À, hay là không cho nó đi chơi với bạn một ngày, 2 ngày gì đó. Thì nó biết, nó quen. Ok? Ok. Alright then. Hả? Còn gì nữa không? Mấy đồng chí? Vì... À, cảm ơn. Vì gửi lời kính cảm ơn đồng chí đó nha. Tại để sư phụ có dịp mới trả lời lại được nha. Rồi trả lời sao, viết về cái địa chỉ này hay sao? Có địa chỉ đây không? Rồi, vậy thì phải gửi lời biểu nó đem qua ha. À, để nó gửi qua bên đó bằng điện, bằng gì? Bưu điện ha. Rồi, ok. Nhưng mà cũng phải từ từ nha. À, chứ không bị nhiều quá. Nhiều khi sư phụ muốn trả lời một người này người kia đó mà cũng lâu lắm. Hồi xưa thì giờ nhiều, bây giờ thì giờ ít quá. Không biết tại sao. Ừ. Ok, thôi đi về nha mấy đồng chí, mình giỏi ha. Ok, ở chơi lâu thì bao lâu thì được để ở chơi, ok. À, thì cái chỗ này không có cái vần không có tiện lợi và không có êm ấm bằng nhà mình nha. Lâu lâu đi chơi cũng được mà, huấn luyện thành
anh hùng dân tộc. Chứ nghĩ mấy đồng chí hồi xưa ở trong rừng á, đồng chí mà hồi còn chiến đấu á, họ ở trong rừng mũi đốt rồi vậy lắm, nhiều khi những người đồng chí mới xuống hồi đó, chị hay mới làm ở đó, bác Hải à, cô Hải à, dì Hải à, mới là học sinh mà, học sinh trung học á, rồi thấy nhiều khi những đồng chí đánh nhau đó rồi bị bác xuống á, hay là bị thương rồi không có chạy được á, thì người ta đem vô bệnh viện á, hồi đó chị Hai đi giúp trong bệnh viện á, còn nhỏ mà đi giúp rửa ráy này kia, thấy mấy đồng chí bị mũi cắn tội nghiệp lắm á, mũi cắn nhiều lắm mà họ cũng kiên trì phấn đấu rằng cho Việt Nam thống nhất mà. Thì mình cũng phải có lý tưởng gì đó chứ, chúc đừng chứ hả. Ngồi ở đây ngồi có liều là sướng lắm rồi, phải không? Hồi xưa đâu có liều đâu, Phật ngồi với cây bồ đề đâu có liều đâu. Phật là vĩ đại như vậy mà phải ngồi trống với cây bồ đề hả, mình ngồi cái liều có gì đâu hả. Có nước mà còn than phiền nữa, nói nước này không thấy sạch lắm, không thấy trong lắm. Nước của tôi vậy đó. Hả? Bây giờ thì chăm sóc rồi chắc nó đỡ hơn rồi, thấy không? Nhiều người ở mấy nước kia họ uống nước không có được sạch sẽ gì nữa, mấy cái bộ lạc này kia đó, với lại những cái quốc gia họ bị hạn hán nhiều đó, nước không có mà uống nữa, nó ở những trong cái chỗ không có sông có hồ gì đó, hết trời mưa là không có nước. Mỗi buổi sáng nó đi lấy những cái cây cỏ đó, cỏ mà có xương động đó, nó vậy nó bỏ vô trong miệng, nó hút ra rồi nó lấy cây cỏ khác nó hút vô như vậy đó, uống nước như vậy đó. Mình sao cũng là tốt lắm rồi, phải không? Rất là tốt. Rồi, như vậy không khí mát mẻ, phải không? Not too bad, no? Ok. Thì không đầy đủ gì nha, cũng coi nó là đầy đủ là xong. Tại vì có nhiều người còn khổ hơn mình, phải không? Có nhiều người còn khổ hơn mình, phải không? Quý vị nhớ không, hồi xưa mấy đồng chí mà cao cấp, cán bộ đảng gì đâu thì cũng phải vô trong rừng ở thôi, phải không? Mới chiến đấu được, phải không? Thí dụ vậy đi, sư phụ không có thích ai chiến đấu ai hết, không có thích ai giết ai hết. Nhưng mà nghĩ đến những cái vị đó, họ rất vì lý tưởng cực khổ như vậy, hiểu không? Mình ở đây sướng quá, đâu có ai, đâu có sợ gì đâu, phải không? Nước này hòa bình nữa, phải không? Không khỏi chừng trốn đánh, không sợ ai hết. Đây dân chúng họ hiền hậu, phải không? Họ tốt của mình, họ rất là hiếu khách. Tốt lắm rồi, phải không? Tự do là tốt lắm rồi, phải không? Chứ có cần gì mà nhiều cái đồ xa xử gì, cần nhiều cũng vậy thôi, phải không? Ăn nhiều quá là lát cũng hết, phải không? Bận quần áo đẹp một lát nó cũng hư đi, có gì đâu, phải không? Nếu cái này mà không bán được là 2 năm, 3 năm nữa là nó mục rồi. Không phải ăn dán, nó ăn rồi, nó đâu cần nó đâu cần biết cái này là cái bà Thanh Hải bà đó mặc qua nó cắn này, không? Nó muốn cắn là nó cắn, hiểu chưa? Thì đâu có gì đâu mà quan trọng, phải không? Quan trọng là mình sung sướng, happy, vui vẻ, ok. Đủ no đủ ấm là xong rồi, ok ha. Rồi cảm ơn quý vị nha. Xin chào. Thank you everyone for your love. Ok. Thank you. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Thank you all the Mongolian, Korean, Vietnam, Chinese, Talu, Saulu. Mai về là hả? Ok. Về mạnh gió nha. Mình nhớ thăm bà con nha.